ngoài quá. Cá gì anh sọc? Ui, cá mì. Ui, cá khóc, cá khóc, cá khóc. Trời ơi, cá khóc không ơi. Cá khóc, cá khóc, cá khóc. Cá khóc, cá khóc. Cá khóc, ui. Cá khóc. Trời ơi, cá khóc, cá khóc. Trời ơi. Ủa này mẹ. Chào khán giả nha, chào khán giả đi qua. Bữa nay mình đi câu lăng xê nữa cả nhà. Mình với cháu mình là Trơn ha. Bữa nay xuống bờ Kinh Tây để tiếp tục cuộc săn cá. Cá mè dinh ha. Mè dinh cá rảnh rồi. Nay mình đi câu lăng xê tiếp tục các bạn. Giờ để cũng cầu mong bữa nay cho được nhiều cá ha, đặng quay cho các bạn xem ha. Bữa nay câu là tổng cộng 4 cần. Để coi hai cậu cháu mình bữa nay kiếm được nhiều cá không ha. Mới chưa ra cần xong. Ăn tiếp giờ nha. Ô xíu có máy vô chút nè. Xíu có máy vô, xíu có máy. Vừa thôi, vừa thôi. Hạ cái đầu xuống, tao quay tao hạ xuống cái lúc chứ tao dở lên. Nó rồi nó ô hai con luôn. Ô khai trương cái hai con luôn cả nha. Đã quá đã luôn. Ở đây là Kinh Tây ngang cả nhà. Đây hướng này là hướng chạy ra cầu K13 nè, ra hẳn nước đá hoặc là khu công nghiệp Bồng Bông ha. Bồng Bông, khu công nghiệp Bồng Bông xíu đi. Đây hai con luôn cả nha. Là hai con mà hai cá hai nhỏ mà hai con luôn. Các bạn xem clip nhớ cho mình một like và một đăng ký ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Mới ra có được có 3 cần à. Ủa có 2 cần nữa chứ. Cần kia chưa ra nữa. 2 cần. Các bạn có đi câu thì đến ngay chỗ Kinh Tây này ha. Đây là ngay chỗ cầu K13 chạy vô câu cũng được. Đây, mình quay khung cảnh trên đây là có đàm này. Đó. Đến đây câu ha. Giải trí, câu giải trí ha các bạn. Bờ kinh này rất là sạch luôn, không có gì hết. Cứ ngừng xe trên là xuống câu thoải mái. Sạch sẽ luôn. Mình còn đang tóm lử cái cần này ăn tiếp tục nữa cái nè. Cháu mình bắt đầu quay lên nè. Ăn hay dính. Nghe nặng không? Làm liên tục cả nhà ơi. Cái con hạ cái đầu xuống, hạ thấp xuống nó. Vậy. Cái dở lên. Đó, lên. Quá ngon cả nhà. Quay lại đứng đây, quay vô. Dính nữa cả nhà ơi. Cháu mình để dân ở trắng bàn lên nha. Ăn ăn quà. Ở Tha La xóm đạo. Dính nữa cả nhà. Ô. Dính lìa lìa luôn. Quá đã. Bữa nay anh cháu mình về ngủ với mình với mấy thợ trơn. Gặp bệnh mà bị cá nó hành nữa đó cả nhà.
về chắc nhất mình ngủ không được. Tối ngủ dòm thấy mấy con cá nó ăn cái đọt gặt cầu không. Những cái cả nhà ơi, hai con luôn cả nhà ơi, hai con tiếp tục cái nè. Nặng không? Có khi nào hai con nữa không? Rồi lên nữa các bạn, trời ơi hai con tiếp, hai con bự luôn, hai con bự xích đem lại đây coi trời, ngồi xuống giờ lên đằng lấy cái hai con luôn cả nhà. Quá đã luôn cả nhà ơi, đây hai con cá luôn, dính lần hai con cả nhà. Hai con ăn dính rồi cái đoạn nó không ấy. Quá đã luôn cả nhà. Cháu mình đi bữa nay chắc về nhất mình á. Rồi dính nữa cả nhà. Bự không? Ô, quá ngon, bự. Mày dẫn đi nha. Dẫn bự. Rồi lên bắt đem lên đi. Có cái cần này sao đây? Cần này sao nãy giờ làm thế này, để mình quay cái cần này lên đây. Bự ha, bự ngon ha. Dứt lo quay càng luôn không biết sao thì nghĩ lên ngay nó đi lên là được ha, đồ dính càng này luôn rồi, rồi cứ quay đi. Bự lắm, bự. Mà con nãy,
gì vậy? Đứt rồi, đứt khéo. Cá ăn tiếp coi nha. Các dẫn không phải dính sập á, cá này nghe nhẹ. Cũng ngon cả nhà ơi. Cá bự lôi, cá bự lôi, lôi cần. Nặng không? Hả? Nặng coi chừng cái thá. Coi chừng cái thá. Được không? Được không? Nói không? Hả? Nói không? Nói không? Coi chừng cái thá. Đụn luôn cái cốt luôn, rồi ngã cần luôn. Đụ nó bự mà, nó quần mà. Quần bự á. Ăn từ từ, từ từ, từ từ. Dữ quá. Đi từ từ thôi nha, dở dở lên, dở dở gồng gồng lên. Ôi cá mày. Ôi cá, cá cắp, cá cắp, cá cắp. Trời ơi cá cắp em ơi. Cá cắp, cá cắp, cá cắp. Ai ơi cá cắp. Cá cắp. Ô. Cá cắp. Ôi cá cắp, cá cắp. Trời ơi. Bữa này mẹ cá cắp nè. Bữa đâu thấy mày dính bự. Mày dính bự chứ phải cá cắp. Dính sọc, dính sọc. Ô, dính sọc, dính sọc bự. Ô, ô, dính sọc bự. Đâu đưa lên, đứng lên, đứng lên. Cầm lên. Ô, dính sọc bự, dính sọc ha. Lại quá. Cái dính sọc. Nãy giờ dòm tưởng ăn cái như sao? Dứt, tôi muốn lôi. Lôi cài rồi, tôi muốn lôi. Cái phần tôi muốn này hại thiệt nha. Có rừng bé. Dính ngã luôn. Ta muốn vào mà dính luôn. Chắc nó dính trước khi mà cái ta muốn bắn. Ngon ha. Rồi. Tiếp tục. Vừa bỏ con cá xuống bầm rồi quanh lên là ăn nữa. Dính không? Tiếp tục nghe cả nhà. Liên tục luôn cả nhà ơi. Mấy cần này sao không chịu dính. Đây xin xuống đó là cầu mán nha mấy bạn. Hướng này là chảy ra
khu công nghiệp Bò Hùng với cầu K13 ha. Giờ chiều rồi cả nhà. Cũng mấy giờ rồi? 5 giờ mười mấy phút rồi. Tối rồi, giờ mình cuốn rau về ha. Đây các bạn, bữa nay buổi chiều mình câu được như đây. Cũng có một con danh sọc cũng ngon. Và mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Cũng chúc các bạn xem clip một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ha. Mình chào tất cả các bạn ha.